giọng ở trong xóm mình, ở trong làng, trong xã mình có bé bị như thế thì liên hệ cái chỗ Đại Nam tôi giờ làm thì giúp cho cháu nó để được kết nối để mổ, thì đó cũng là trái tim Bồ Tát, đó cũng là điều thánh thiện, chứ không phải là chỉ có tiền bỏ ra là phước đâu. Thì mong tất cả chúng ta là để cùng nhau để giúp cho cái chương trình đó, để thực hiện, để giúp cho các cháu nó trở thành một cái người lành mạnh để cống hiến cho xã hội đó. Và cái điều mà chúng tôi là ước nguyện và cũng là đại nguyện của gia đình, và đã thống nhất kể cả con, các con của tôi rồi, kể cả hàng hộ rồi, nhất là vợ chồng đã quyết định là chạy lại cái chương trình này, và có khả năng hộ cũng sẽ làm tiếp đến năm 2030 xong thì cũng đủ 18 tuổi, nên là để bà xã đây cũng nói chuyện rõ hết. Ngoài cái lợi nhuận ra, chúng tôi đem cái tài sản hình thành được trong 45 năm tôi làm từ gần kinh doanh 45 năm rồi, tôi chia sẻ lại cho các cháu, chứ tôi không dám dùng chữ cho, mà chia lại các cháu để các cháu không có nợ nần gì tôi á, coi như giống như một người cha người mẹ nó bố mận chia cho những đứa bé để cho các cháu đó. Tôi thì không có biết hát đâu, xin được quý vị, tôi mà hát đó là chắc giải tán nó đông nhanh lắm. Cái giọng của tôi nó bị tôi, cái sức hút tôi rất lớn, ngày hút cũng bói nên cái giọng là khờ khào. Xin tôi với quý cô bác là xin cầu chúc quý cô bác được sức khỏe, các em thì nhỏ thì học giỏi, phải không, nghe lời ba mẹ hạnh phúc. Cảm ơn. Ngồi đi đi, em thẳng với cô đi, em đã trốn rồi. Quý vị ơi, thật sự ra mà nói là người tốt là khó. Tôi với anh Dũng cũng đã nói chuyện với nhau. Trước khi quyết định lại cái câu chuyện là hôm nay thì tôi với Dũng quyết định lại với nhau. Vì chính tôi là tác giả của quỹ mổ tim. Vì khi tôi vào bệnh viện thì tôi thấy rất là nhiều trẻ em nghèo, cha mẹ không có điều kiện. Trong tôi nó cũng rơi rụng vàng vì tại sao lại có những cái những lời khổ thẳng, và tôi nuôi cái nghi mặt nó cho đến một ngày tôi mới nói với anh Dũng. Và anh Dũng đã cùng tôi tạo nên cái quỹ hành hữu đó, và hôm nay đã đổi cho người trẻ em được cuộc sống. Thì tôi cũng có một cái đại nguyện là sẽ, vợ chồng tôi sẽ đợi mũi đến 18 tuổi sẽ duy trì, thì hữu trưởng thành rồi sẽ bàn giao lại cái chương trình đó. Nhưng mà vừa rồi thì tôi bị sự cố, thì tôi có đóng cửa, tôi đóng lại. Thì bây giờ tôi đã được tự do và tôi vẫn thực hiện ý tưởng của tôi. Tôi không hề quảng cáo, tôi cũng không hề làm với mục đích được ai đó khen ngợi tôi, mà tôi làm bằng cả trái tim, máu và nước mắt của tôi. Cho nên đây là ý tưởng sống của tôi, và anh Dũng luôn đồng hành cùng tôi. Nó tóm lại là vợ chồng tôi một lòng một dạ vì giúp, vì trẻ em nghèo bệnh tật. Và chúng tôi quyết định mở lại vào ngày 20 sẽ là ngày chính thức, cũng là một cái dấu mốc lịch sử, là tôi tiếp tục thực hiện cái chương trình để tiêm ngủ. Thì quý vị, ý anh Dũng muốn nói là quý vị thấy trẻ em nào mà bệnh tật có cái tim mà cần phải chữa trị thì quý vị liên hệ với Đại Nam, website cũng như là cái số điện thoại, thì Đại Nam sẽ tiếp nhận và chuyển giao qua các bệnh viện để xử lý cho em. Với anh Dũng nói, ý của anh Dũng nói là ngoài cái lợi nhuận ra thì chúng tôi có thể bán cái tài sản chúng tôi có được để mà giúp đỡ trẻ em. Vì tôi với anh Dũng sống cũng chẳng qua những năm đâu quý vị ơi, ai cũng rồi một khỏi đi về để chia ra một phần nào đó cho con cái, một phần nào đó để giúp cho xã hội. Đó là ngoài cái việc mà lợi nhuận ra, còn lấy tài sản của mình đem đi cho nó, phải không anh? Đem giúp đời nó, phải không anh? Anh nói cho rõ cái chỗ này đi. Nói chung là xin thưa quý vị là tôi lao động suốt 45 năm là một con người hình như sống với công việc, là tôi cũng muốn nó biết hưởng thụ sống như chú bộ đội. Từ hồi giờ đi bộ đội sống sao thì hình như bây giờ cũng vậy. Bữa nay ra gặp bà con cũng chơi với ông dạy cho sang cho tôi thích nhất cái dép gì thích
không phải là tôi quảng cáo với anh Vi Tiết đâu, nhất nó nhẹ nhàng và mát lắm và thoải mái lắm, ăn là thoải mái, ăn uống thì đơn giản, tại vì trong người hình như nó có trị cái đồ ăn mà sang hay sao, ăn đồ tốt có thể là hay bị hiểu, nên nó là ăn rất là đơn giản, ăn sống rồi mình đi về cũng chả ăn thiếu được cái gì hết. Đó, nó là tuổi mà 65 thì ông bà nói là cái tuổi này là tuổi có lời được 5 năm rồi. Mà sống rồi bây giờ sống là sống qua ngày mà chờ qua đời mình không? Đó, không có cái gì hết. Nên nó nhanh chóng làm được những cái điều phải làm. Mà thống nhất khớp trong gia đình, từ con gái đến vợ chồng là quý tâm, là dành hết lợi nhuận. Và trong đó có một điều rất quan trọng là tôi thành tâm cảm ơn quý vị là chương trình Trái Tim Hàng Hiểu. Nó kết tinh đầu tiên đó là cảm ơn quý du khách đến Đài Nam mua một tấm vé, tức là đã gián tiếp để góp phần để cứu chữa cho các cháu. Và tôi xin thay mặt cho các cháu đó thành tâm cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đó là tôi trích tài sản có được trong 45 năm tích lũy và để dành, và sẽ bán, vì tôi bây giờ già rồi không có thể đi làm cái này cái kia nhiều nữa, mà để hình thành thì bán cái mình đã có để chia lại cho các cháu để thực hiện cái chương trình đó. Đó là cái kế hoạch và sự quyết tâm làm được. À, một lần nữa là cảm ơn tất cả quý vị đến Đài Nam, tức là đã gián tiếp để giúp cho thế hệ trẻ, cho con cháu mình để chữa lành cái khuyết tật của cái trái tim, của bất cái nó không có ai muốn hết. Đó mà sinh ra trong gia đình nghèo khó khăn, để tôi một lần nữa thật sự tôi xin thành tâm cho cha mẹ của các cháu đó xin biết ơn và cảm ơn tất cả quý vị. Xin chúc là Dũng, quý vị biết là ngày anh Dũng với tôi xa cách nhau 10 tháng, quý vị biết là đầu tiên Dũng đến thăm tôi á, anh Dũng ốm hơn 10 tiếng. Tôi không nhìn ra anh Dũng, anh Dũng vô gặp người, anh Dũng khóc luôn. Tôi nói anh, em xin lỗi anh vì tất cả. Anh Dũng nhìn tôi, Dũng nói đi qua rồi, nhưng mà tỉnh. Anh nói không bao giờ, thưa anh, tôi không nhìn ra chồng tôi vì là anh ốm không ngờ luôn. Anh ốm lắm quý vị, ốm mà không ngờ. Khi mà tôi vừa nhìn thấy anh, có nghĩa là thất thoát từ nay mà tôi nghĩ là ốm như vậy, thì câu đầu tiên tôi nói là em xin lỗi anh, không ngờ anh bị tất cả, em xin lỗi con. Bây giờ người biết là vợ chồng mà 10 tháng trời không được gặp nhau, mà một người đàn ông mà chảy nước mắt xuống như đuổi, anh vẫn khóc xong rồi tôi mới khóc. Anh Dũng đã làm tròn trách nhiệm với tất cả những gì của người đàn ông mà hơn thế nữa. Nên là anh Dũng ân tình, đó là sự thật. Tôi hy sinh cái tình riêng mà tôi dành cái tình thương cho quý vị, cho nhân dân, cho tất cả những người đang sống bị lỡ phải. Thật sự là tôi có lỗi với chồng với con nhiều lắm. Suốt thời gian tôi live stream hơn một năm, tôi bỏ mặc tất cả mọi người một mình tôi chiến đấu. Tới khi mà tôi gặp bạn kia thì có những ai mà chồng với con. Tôi đã đi qua rất nhiều khổ đau những ngày tháng tồi tệ, nhưng may mắn là tôi vẫn còn người chồng thương và hiểu. Chưa bao giờ anh vững chấp tôi một lời. Vì sau khi cái sự cố xảy ra rồi và nhiều chuyện xảy ra thì anh Dũng mới hiểu rằng sứ mệnh của tôi. Còn lúc trước khi mà tôi nói anh Dũng, anh nghe anh Dũng cảm thấy khó chịu. Lúc đó vợ chồng tôi gần như là đứng bên bờ vực thẳm, không nhìn mặt nhau rồi. Lâu lâu Dũng lại thăm con, rồi tôi cũng nói chuyện với Dũng vài ba câu. Thực sự ra là tôi đã trải qua một cái biến cố rất lớn, nhưng mà hôm nay may mắn là mọi chuyện đã trở lại bình thường. Tôi cũng tiếp tục cái hành trình của đời tôi là làm sao để giúp được cho trẻ em nghèo bệnh tật. Đối với tôi, những cái trẻ, những người nghèo rất là quan trọng. Chúng tôi không hề mang cái tư tưởng mỹ dân hay là làm để ra bóng tên tuổi. Nếu người bình thường thì đi về với tôi đã quá mệt mỏi rồi, lo hưởng thụ đi, đúng không quý vị?
thậm chí cho khổ nữa, rồi là phải gánh giá thêm cho người bao nhiêu điều nữa. Thấy vậy chứ không phải dễ đâu, bao nhiêu thứ việc, bao nhiêu cái, phải có một ý chí kiên cường, một nghị lực phi thường mới làm được những điều chúng ta đang làm. Cho nên hôm nay được bài tỏ cho tất cả quý vị có mặt ở đây thì tôi mới thấy nhẹ lòng. Tất cả chỉ còn rất là nhiều người thương con và người thương cũng có nhiều người hiểu được một phần nào. Người ta nói một câu là người ta nói là dậu đổ bùn đen. Cái thời gian mà tôi đi tù thì tôi cũng nghe rất nhiều thông tin trái chiều nói xấu anh Dũng như kia, bởi vì rõ ràng không khi tôi về thì thậm chí tất cả những anh Dũng đó sự tích cực coi là người yêu hơn cái hết. Cho nên là mình hạnh phúc người ta cũng thích, mình giàu có hơn người ta cũng không thích, mình thành công hơn người ta cũng không thích. Nhưng mà phải nhớ một điều là không phải chúng tôi hưởng thụ cho bản thân mà chúng tôi luôn nghĩ đến người khác. Tôi chỉ cầu mong cho mọi người ủng hộ tôi, ủng hộ những công việc của tôi làm. Còn tiền bạc vật chất, tất cả những cái gì chúng tôi nói được, chúng tôi làm được. Và tôi tin rằng là mọi người đang ở đây tìm đến Đại Nam này để thăm tôi, gặp anh Dũng là đã có niềm tin rất lớn với tôi và anh Dũng đúng không ạ? Cho nên là tôi sẽ không bao giờ để ai thất vọng về mặt những chuyện này. Tôi không bao giờ làm điều gì sai trái với lương tâm tôi và sai trái với nhân dân. Từ đây và mãi mãi về sau thì tôi cũng bắt đầu có tuổi rồi, thì tôi cũng cố gắng làm sao để tốt từ trong gia đình đó tới ngoài xã hội. Tôi từng nói trước bà, tôi là một người mẹ tốt, một bà chủ tốt, một công dân tốt và một người sống hết cho xã hội. Những lời nói đó tôi nói thật thành từ trái tim tôi. Và tôi mong quý vị luôn mãi thương yêu Nguyễn Phương Hằng và tin rằng vợ chồng tôi nói được và làm được chính vui. Quý vị thấy anh Dũng luôn rất là mộc mạc, rất là đơn giản. Và không có vợ ở nhà thì ăn mặc rất là đơn giản. Thậm chí là rất là, phải nói là lè thề thề. Nhìn xót xa lắm quý vị ơi, về mà thấy chồng với con mà cũng thấy mình có lỗi nhiều lắm. Mình có lỗi nhiều với chồng với con nhưng mà ngược lại là mình đã làm rất nhiều điều gì cho nhân dân, tốt cho cộng đồng. Và tất cả những gì chúng tôi nói thì chúng tôi nói thật, bởi vì chúng tôi không có nhu cầu nói dối. Và cũng không có lý do vì chúng tôi tự giả mặt chúng tôi, thì tất cả những gì chúng tôi làm giả trái tim. Cho nên là một lần nữa tôi cảm ơn tất cả mọi người đã đến thăm Đại Nam, đến thăm cộng đồng tôi. Thì tôi sẽ hát vài bài thì đó chúng ta sẽ kết thúc và sẽ vào đền thờ, và tôi sẽ vào trường hợp với quý vị để qua một ngày kỷ niệm vui vẻ với quý vị. Tôi sẽ hát hai bài đến thăm quý vị, thăm quý vị. Ok, bây giờ tôi xin khác một cái hai bài nữa thôi thì tôi sẽ di chuyển vào đền thờ. Nếu mà anh chị nào đang có xe thì có xe điện ở Đại Nam nè, chúng tôi chị vào đền thờ. Thêm xong rồi tôi sẽ ngồi chụp hình với tất cả mọi người. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, thôi thì tôi hát một bài để kết thúc luôn quý vị. Thank you.